Hello my friend and welcome to the Paradolin. Paradolin cảnh báo là game này tiếng hơi nhỏ để mình tăng volume lên. Cái trải nghiệm này là dành cho những người gọi là chuyên ngành, không dành cho số đông my friend. A second moon for a limited time. Astronomers Ủa? say an asteroid will Second come moon close của mặt enough to trăng. Earth to Mặt temporarily trăng thứ enter hai its à? orbit at Trái low đất sắp orbit có mặt trăng thứ hai kìa mấy bên đây. It is called asteroid 2024 PT5. Is Wow. now orbiting Earth. Amazing, amazing. Sắp có một mặt trăng để bay vào quỹ đạo của trái đất. Tiếc tai quá. Hello mấy friend. Em ủa. Kiểu di chuyển gì lạ lùng này. Yêu. Mình không thể gọi là cầm cái này, bây giờ mình cần thuốc mấy friend. Mình đang vào vai bọn anh bạn bị nghiện, ok. Đang cố gắng gọi là đi kiếm thuốc. Hey, I see that gleam in your eye. Ê, How tôi thấy cái ánh about mắt của trying cậu rồi. something new? Hay I've là got thử một this cái tí new gì mới drug đi. called Tôi có Humala một loại thuốc Concern. mới tên First là hit chưa kịp is đọc. free. Hít cái đầu thì là miễn phí. Zuma cái gì đây? Không thấy phê gì cả. Nhưng mà cảm ơn vì một gọi là điếu thuốc free nha. Hey, Này. you already got your free dose. Anh đã được thử một cái mẫu thuốc free rồi mà. Ừ nhỉ. Cửa bị khóa rồi. Ồ. Giờ chắc ra gõ vào đầu thằng đó hả? Để lấy hết số thuốc còn lại. Nghiện rồi mà có gì đâu ngại. Tới luôn đi bắt tay. Không được. Gõ vào đầu nó. Trong túi áo nó bây giờ chắc có nhiều lắm ấy. Nice. Bây giờ hình như mình phê thuốc có rồi sao, mình bị giống như đang đi trong vòng lặp thế này. Hồi kết mấy cái này. Thuốc kikinin. What? Anh ổn không? Anh cảnh sát! Này, anh cảnh sát ơi, anh phải giúp tôi. Có một người chết ở đằng kia. Có thứ gì đó trên bầu trời đấy. Vấn đề của cậu là gì vậy? Đừng bắt tôi phải bắn cậu. Ôi. Anh cảnh sát nói ghê quá, thôi chạy chạy. Anh cảnh sát nói bắn mình thì mới phải đẹp. Mình thề là mình thấy thật mà không phải là bị hoang tưởng do là dùng thuốc quá liều đâu. Bây giờ còn súng rồi, ngon. Đoán xem ai đang nằm trong này. It's me, Mario. Gì vậy? Được, ngon rồi. Đổi qua thành con dao bấm rồi mày lên. Lên đời rồi. Mình cần phải có thêm. Thêm gì? Đoán xem. I need more. Thằng bán thuốc thường ngày đâu rồi? Where the hell are you? Ơ? Ok. Có rồi nha mấy bạn em. Quên tên rồi nhưng mà đúng rồi đó. Nhìn cái màu với lại nhìn cái mùi lại cái vị này là đúng rồi đó. Về nhà rồi hít chứ hít ngoài này người ta đánh giá. Thank you.
Wow. Trời, mấy cái chất này cuối cùng giống như một nhà khoa học lượng tử luôn. Có cái tầm nhìn, với lại có những cái suy nghĩ, có những cái lời giải, những cái đáp án cho những cái câu hỏi mà vùng trụ này nó đặt ra. Mỗi tội là sau khi tỉnh lại, sau khi hết thuốc rồi thì lại không nhớ gì cả. Băng. Vũ trụ đó mới phải đen. Yeah, đau mắt quá. Thực ra thì chơi game nhập vai mình mới vậy thôi, chứ sau khi chơi game xong thì mới phải là thấy tác hại rồi đó, tác hại của mấy cái chất cấm rồi đấy. Nên là nên là đừng như vậy nhé, như thế là hư lắm, hư là sẽ bị đòn đấy.